Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Vinasport. Bùi Tiến Dũng là ai? Ai là Bùi Tiến Dũng? Nhắc đến cái tên này vào thời điểm hiện tại, có lẽ người hâm mộ bóng đá nước nhà nhớ ngay đến trung vệ thủ quân của Viettel, một trong những dương cột của đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Parser ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, dội vào ký ức của một bộ phận không nhỏ người hâm mộ, đặc biệt là các fan nữ, Bùi Tiến Dũng là nam thần, là siêu mẫu, là thủ môn quốc dân của đội tuyển U23 đã làm nên chuyện cổ tích Thường Châu tuyết trắng. Tại giải đấu lịch sử bóng đá Việt Nam, Bùi Tiến Dũng bắt chính cả 6 trận, góp công lớn vào chiến tích giành ngôi Á quân của U23 Việt Nam bằng những pha cứu thua xuất thần. Trong trận ra quân, Tiến Dũng cản phá thành công một quả penalty của U23 Hàn Quốc, dù đoàn quân áo đỏ vẫn chịu cảnh thất bại 1-2. Sau đó, thủ thành người xứ Thanh đã giữ sạch lưới trong trận thắng 1-0 trước U23 Australia và hòa không đều trước U23 Syria. Những kết quả đã đưa U23 Việt Nam vào tứ kết. Đến trận tứ kết, U23 Việt Nam đã thủ hòa Iraq 3 đều và đưa trận đấu đến loạt penalty may rủi. Tiến Dũng lại trở thành người hùng khi cản phá thành công cú sút của đội trưởng U23 Iraq, góp phần giúp U23 Việt Nam đại thắng 5-3 trên chấm phạt đền và tiến vào bán kết. Ở trận bán kết gặp U23 Qatar, U23 Việt Nam vẫn xuất sắc thủ hòa 2 đều sau 120 phút kịch tính và lại đưa trận đấu về lò lưới 11m. Tiến Dũng lại xuất sắc cản phá 2 cú sút của U23 Qatar, giúp đội nhà giành chiến thắng sau loạt sút phạt đền với tỷ số là 4-3 và tiến vào chung kết, nơi U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan 1-2 trong bão tuyết của Thường Châu. Và tới chung kết, U23 Việt Nam trở thành hiện tượng chấn động châu Á, được truyền thông châu lục lẫn cả trong nước dành sự quan tâm đặc biệt. Về phần Bùi Tiến Dũng, với gương mặt điển trai, hình 6 mũi, chiều cao 1m78 lý tưởng và màn trình diễn xuất sắc trong cả giải đấu đã thu hút sự quan tâm cực kỳ lớn của các fan nữ. Thậm chí trên các diễn đàn bản xứ đã xuất hiện hiện tượng những cổ động viên Trung Quốc không chỉ tán tụng mà còn muốn nhận Tiến Dũng làm anh em nuôi hay người tình gì đó, bỏ mặc cách biệt về địa lý. Tất nhiên, như Hoàng Sa và Trường Sa thì Tiến Dũng là của Việt Nam. Dù vậy, sau cổ tích Thường Châu là một câu chuyện rất khác. Trong khi sự nghiệp của những đồng đội tại U23 Việt Nam điển hình như trung vệ cùng tên lên như diều gặp gió, vì nay đang là thủ quân của câu lạc bộ Viettel đương kim vô địch V-League. Sự thay đổi quá nhanh của cuộc đời cùng với ánh hào quang quá lớn đã khiến cho nam thần xứ Thanh chói lóa và hụt bước. Từ cơ bé nấu rau nuôi lợn và đi phụ hồ phụ cha, bỗng chốc Bùi Tiến Dũng trở thành ngôi sao sân cỏ, được truyền thông và người hâm mộ săn đón, thậm chí còn gây chấn động với những bước đi trên sàn catwalk chuyên nghiệp. Tiến Dũng có sự thay đổi từ một cầu thủ trở thành một nhân vật showbiz, lắm thị phi và tranh cãi. Hệ quả của những lùm xùm bên ngoài sân cỏ khiến phong độ của anh thiếu ổn định tại các đội bóng, khiến sự nghiệp của nam thần xứ Thanh này càng ngày càng đi xuống. Bùi Tiến Dũng của một hoặc hai năm trở lại đây đi catwalk đôi khi dành hơn đi trên thảm cỏ vì đã có quen với băng ghế dự bị. Khi mà cánh cửa đội tuyển Việt Nam vẫn rộng mở với nhiều cầu thủ tầm thường thường bậc trung, thì Tiến Dũng lại đang làm quen với cảm giác dành hàng tháng trời để chuẩn bị cho mùa giải mới cùng đội bóng chủ quản. Đó không phải là thời gian biểu quen thuộc của những người hay ăn cơm tuyển, bởi vì quỹ thời gian eo hẹp. Nhưng với cá nhân Bùi Tiến Dũng, việc phải bắt đầu lại ở những giải đấu giao hữu, thử nghiệm đội hình là sự tích cực. Công bằng mà nói thì Tiến Dũng mới chỉ 23 tuổi, anh vẫn còn rất nhiều thời gian ở phía trước để có thể phát triển sự nghiệp, nhất là với một vị trí có tuổi thọ nghề có thể kéo dài như thủ môn. Tại câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, Tiến Dũng là sự lựa chọn thứ hai, thậm chí là thứ ba sau các đàn anh giàu kinh nghiệm như Văn Cường hay Thành Thắng. Đó là tấm gương phản chiếu chính xác phong độ cũng như năng lực chuyên môn của Tiến Dũng. Hào quang đã trở thành dĩ vãng và trước khi được huấn luyện viên Poking trao cơ hội ở vòng 11 V-League vừa qua, Bùi Tiến Dũng trải qua 6 tháng liên tiếp tập chay dù không chấn thương hay gặp bất cứ vấn đề khách quan nào khác. Điều đáng nói, sự xuất hiện của thủ thành xứ Thanh lại mang đến vận may cho thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Bùi Tiến Dũng đã bắt chính 2 trận, đều thi đấu vững vàng và góp công lớn giúp đội bóng áo đỏ giành được 4 điểm bằng 1 trận thắng và 1 trận hòa, chiếm gần 1/3 điểm số đội bóng này giành được từ đầu mùa giải. Với 4 điểm này, thành phố Hồ Chí Minh đã leo một mạch lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, bằng điểm Hải Phòng nhưng hơn về chỉ số, nhiều hơn đội bóng đứng áp chót Sài Gòn 1 điểm và hơn đội cuối bảng Sơn Nghệ An tới 10 điểm. Đi sâu vào chi tiết một chút, huấn luyện viên Alexander Poking sử dụng Bùi Tiến Dũng cũng là vạn bất đắc dĩ. Trong bối cảnh thủ thành số 1 Thanh Thắng bị treo giò 3 trận, còn Văn Cường tỏ ra thiếu chắc chắn khi nhận tới 3 bàn thua cho trận gặp Nam Định, Tiến Dũng đã được lựa chọn. Cú treo chắn Viettel tại vòng 11 V-League trở thành lần đầu tiên bắt chính của Bùi Tiến Dũng ở mùa giải này. Thủ môn sinh năm 1997 tỏ ra nóng nóng trong nhiều tình huống, đặc biệt là các pha ra vào và xử lý bóng bằng chân khi phù hợp với các đồng đội. Trong đó có một pha bóng lỗi suýt khiến đội nhà phải nhận bàn thua. Tuy nhiên anh cũng đã chơi rất nỗ lực, có một pha cứu thua ngoạn mục giúp thành phố Hồ Chí Minh có được trận hòa 1-1 với các nhà đương kim vô địch. Với màn trình diễn rất đáng khích lệ như vậy, Bùi Tiến Dũng tiếp tục được tin dụng ở vòng 12 trong cuộc tiếp đón Hải Phòng. Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng nhờ cú đúp của Lý Nguyễn và pha lập công siêu phẩm của Sở Hồng Đức. So với trận đấu trước, Tiến Dũng thi đấu ấn tượng hơn hẳn. Phút thứ 36, thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ dẫn được 1-0, anh cứu cho đội nhà khỏi một bàn thua trông thấy từ cú dứt điểm của Fagan. Nếu Hải Phòng có bàn gỡ, hẳn nhiên cục diện trận đấu sẽ rẽ sang một hướng rất khác. Chưa dừng lại ở đó, đến phút thứ 90 câu 4, Tiến Dũng có một quả phát bóng cực kỳ chính xác
để Linh Nguyễn thoát xuống ấn định tỷ số 3-0. Như vậy trận đấu này, ngoài việc cứu thua xuất sắc và giữ sạch lưới, người Hùng Thương Châu còn đóng góp cả một pha kiến tạo ở khoảng cách là 80m thành bàn thắng. Chắc chắn không thể đòi hỏi gì hơn ở một thủ môn với màn trình diễn như vậy sau rất nhiều thời gian anh phải ngồi trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên Tiến Dũng vẫn chưa chắc xuất bắt chính trong quãng thời gian tới khi mà Thanh Thắng đã trở lại. Thủ môn sinh 1988 đã hoàn thành án treo giò 3 trận sau khi có những va chạm với trọng tài biên ở vòng 9 và có thể ra sân ở trận đấu tới. Chính vì vậy, cựu áo quân vòng chung kết U23 châu Á hoàn toàn có thể sẽ lại phải nhường lại vị trí bắt chính cho đàn anh. Chắc chắn huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Alexander Potkin sẽ phải đau đầu khi đưa ra quyết định lựa chọn Thanh Thắng hay Bùi Tiến Dũng là người chấn giữ khung gỗ ở vòng 13. Trận đấu cuối cùng của giai đoạn 1 có vai trò cực kỳ quan trọng khi sẽ là quyết định thứ hạng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Khi được hỏi về việc có tiếp tục sử dụng thủ môn Bùi Tiến Dũng ở trận đấu cuối của lượt đi hay không, thuyền trưởng của chiếc áo đỏ lắc đầu: "Tôi chưa biết được đâu. Đến lúc đó thì tôi mới đưa ra quyết định cuối cùng ai là người sẽ vào sân." Song với sự tỏa sáng và trở thành vận may giúp Thành phố Hồ Chí Minh tìm lại mạch chiến thắng, rất có thể Tiến Dũng sẽ được huấn luyện viên Potkin ưu ái trao cơ hội. Thêm một chút động viên cho thủ môn người Thanh Hóa là anh vừa được bầu chọn vào đội hình xuất sắc nhất vòng 12 của V-League. Hầu hết các lá phiếu của hội đồng chuyên môn đều thống nhất chọn anh là nơi hay nhất ở lượt trận vừa qua. Hy vọng điều này sẽ giúp cho thủ môn Bùi Tiến Dũng sớm lấy lại niềm tin để có chỗ đứng tốt hơn cho lòng người hâm mộ. Và với những gì đã thể hiện, thủ thành 24 tuổi đã có chút nền tảng để tranh đua vị trí số 1 cho khung gỗ với các đàn anh tại câu lạc bộ. Tất nhiên, khi đã từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, Bùi Tiến Dũng đã có đủ trải nghiệm để biết mình đang ở đâu. Thực tế tại V-League 2020, thủ thành xứ Thanh đã có cơ hội để lấy chỗ của Thanh Thắng, nhưng kết quả là màn trình diễn của Tiến Dũng đã lấy nốt hy vọng của huấn luyện viên Trung Hải Sung vào anh. Tóm lại, tiềm năng và kinh nghiệm Bùi Tiến Dũng đều có. Vấn đề còn lại là anh đã chấp nhận gác lại ánh hào quang trong quá khứ cũng như gạt bỏ các mối bận tâm vô bổ xung quanh hay chưa. Chỉ có như vậy, cây táo thì mới nở hoa, Tiến Dũng mới tập trung toàn bộ vào chuyên môn và trở lại với hình ảnh người Hùng Thương Châu vốn có. Và nếu như quý vị và các bạn cũng mong muốn điều đó, muốn Tiến Dũng xa rời những thứ vô bổ xung quanh, xa rời những thị phi để tập trung trở thành một thủ môn tốt, xuất sắc của bóng đá Việt Nam thì đừng quên nổ một tràng pháo like cho video này ngày hôm nay của chúng tôi. Đó cũng là mong muốn không chỉ của tôi mà rất nhiều khán giả khác. Cảm ơn quý vị và các bạn một lần nữa đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bruno! Không vào! Lần này thì Bùi Tiến Dũng đã quá xuất sắc trong pha đối mặt với Bruno de Matos. Tiền đạo của Viettel không hiểu vì sao anh không thể ghi bàn trong pha bóng vừa rồi. Một pha phản xạ xuất thần của Bùi Tiến Dũng. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này một lần nữa. Hệ thống phòng ngự của Thành phố Hồ Chí Minh quá lỏng lẻo và sầu sịch. Bruno Matos đã băng xuống, có thời gian và không gian ngắm nghía rất kỹ, thực hiện pha sửa lòng hiểm hóc về phía góc xa. Nhưng rất may là Bùi Tiến Dũng đã chọn vị trí tốt và cánh tay dang rộng đã cứu thua.